Xin chào tất cả các bạn nha. Trước khi vào video các bạn nhớ cho mình xin một like, đăng ký để cập nhật những clip tiếp theo từ mình nha. Tiếp tục video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cờ lem 40 tóc cần có cái hiệu là Reboot nè bạn. Thì tóc cần này ngày mai nó sẽ cho mình farm hoặc là có thể cho mình swap nha bạn. Swap qua những con tóc cần khác nha các bạn. Thì để tham gia vào giá hôm nay các bạn cần click phần link mô tả dưới video của mình nha các bạn. Các bạn mở trình duyệt MetaMask của mình ra nè. Các bạn trên MetaMask các bạn nhớ tích hợp mạng BNB Smart Chain vào nha các bạn. Rồi các bạn nhấp vào bài gặp đến cùng nữa. Các bạn chọn trình duyệt nè. Giờ bên đây thì các bạn chọn mạng BNB Smart Chain các bạn. Rồi bạn nhấp vào bài gặp đến cùng nữa. Các bạn dán cái đường link cứ dưới phần link mô tả video của mình vào các bạn. Rồi bạn bấm gỡ nữa. Sau khi các bạn bấm gỡ xong thì nó ra một cái mục thế này thì bạn bấm vào Connect Wallet nha các bạn. Rồi sau khi Connect xong thì các bạn bấm vào mục hot nè. Rồi các bạn mở Telegram của tất cả các bạn ra nha các bạn. Thì trên YouTube Wallet mình không có biết có làm được hay không, các bạn cứ thử nha các bạn. Bạn bấm nút Start nè. Rồi các bạn bấm vào Cream Irup nè. You Cream Red Bot Irup. Sau khi các bạn Cream Irup xong thì các bạn bắt up lên các bạn. Các bạn mở cái MetaMask của mình lại nè các bạn. Rồi các bạn bắt up lên nha các bạn. Rồi sao chưa có một claim nữa ta. Và bạn để mình connect wallet chưa luôn. Connect lại nha tất cả các bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn sau một farm các bạn, một claim đâu ta. Sorry anh em, thì tất cả anh em chưa có claim được đâu anh em. Anh em phải chờ là con bot hồi nãy tất cả các bạn đã claim nghe tất cả anh em. Thì anh em copy cái phần link claim của Airdrop của tất cả các bạn nè. Các bạn copy nha bạn. Rồi các bạn dán vào trình duyệt MetaMask lên nè. Con này nó mất xác nhận qua con bot cho tất cả các bạn ơi. Các bạn chạy xíu nha tất cả các bạn. Sau khi các bạn để vào link Airdrop thì các bạn bỏ nha bạn. Các bạn bấm vào bỏ đi. Các bạn connect lại nè. Sao nó không có một claim luôn ta. Phan các bạn chạy xíu các bạn. Sorry các bạn, sau khi các bạn hiện ra cái giao diện thế này các bạn đừng bấm bỏ các bạn. Airdrop các bạn bấm vào connect wallet tiếp tục nữa các bạn. Rồi sau khi các bạn bấm vào connect wallet tiếp tục thì các bạn bấm vào một claim đây bạn. Con này tổng cung có 5.000 tóc cần các bạn, 5 triệu tóc cần. Khá là thấp, các bạn bấm vào claim Airdrop nè. Rồi tiếp tục thì các bạn xác nhận các bạn. Các bạn sẽ tốn phí ra là 0.0006 WinB khoảng 0.2 đô các bạn. Bạn bấm xác nhận nè. Sau khi giao dịch thành công để mình qua trang BC Scan mình check nha các bạn. Thì mình cũng sao chép địa chỉ BNB Smart Chain cho tất cả các bạn vào các bạn. Rồi các bạn tìm kiếm BC. Tại vì trên địa chỉ MetaMask và YouTube Wallet mình cũng có một địa chỉ các bạn. Vì mình đã có net các bạn. Swap. À mà đã nhận luôn rồi các bạn. Khỏi cần áp con chắc nó cũng đã về luôn rồi các bạn. Đâu rồi ta. Thì mình đã về các bạn, để mình vào con chắc mình ép. Các bạn dán con chắc mình vào đây các bạn kiểm tra các bạn. Tục cần có cái hiệu là CR. Các bạn nhấp vào đây nha các bạn. Các bạn một tìm kiếm nè. CR. Rồi đã về nè các bạn. Rồi tất cả các bạn copy con chắc của nó ngay tất cả các bạn. Copy con chắc nó nằm chỗ này nè. Rồi các bạn bắt đắp lỡ với chocolate của tất cả các bạn nè. Sorry các bạn. Các bạn nhấp vào bài của anh cùng. Các bạn dán cái con chắc nó vào đây nha các bạn. Rồi các bạn mở ra nè. Thì các bạn sẽ nhận được 40 tốc cần nè các bạn. Để mình qua mình check dự án lên chút xíu nha tất cả các bạn.
Hiện tại mình đã claim thành công là bạn. Đây phi sale đây, mình kiếm mua phi sale luôn các bạn. Add phi sale. Số dư. Bạn có muốn mua thêm token này không? Nếu bạn nào muốn mua thì mua tất cả bạn. Đây thì dán này đây mình thêm. Phi sale của nó là ai nè các bạn. Kết thúc rồi bạn thì mình vào đây trang view scan này mình coi khi nào nó cho mình farm đây các bạn. Farm các bạn chậm xíu các bạn. Buy token go to farm. Sao không thấy gì trên này? Farm thì còn là ngày 27 là ngày mai các bạn. Ngày mai có thể cho các bạn farm đó các bạn. Còn một ngày nữa các bạn. Các bạn có thể farm qua cặp USD BUDT này các bạn. Giá này khá là ngon các bạn. BNB qua BUDT farm. Bấm vào một swap thôi các bạn. Approve. À. Và bấm vào blast. Hiện tại trên dự án nó là còn một ngày. Và một ngày nó cho mình farm các bạn. Trên trang PC scan nó thông báo nè. Con này tổng cung khá là khan hiếm các bạn. Ok, như vậy mình video mình hướng dẫn các bạn claim tới đây các bạn. Sau này mình sẽ hướng dẫn các bạn farm và cập nhật những clip con này sau cho các bạn nha các bạn. Vậy video đây cũng kết thúc các bạn. Vậy mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nha.